Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Arsenal vừa có chiến thắng nhẹ nhàng trước Olympiacos, trong đó Tottenham Hotspur cũng nhẹ nhàng đánh bại Dinamo Zagreb nhờ cú đúp bàn thắng của Harry Kane. Rõ ràng, cả hai các khổng lồ của thành Bắc London đều sở hữu hỏa lực rất mạnh. Và sắp tới, họ sẽ đụng độ nhau tại Emirates trong khuôn khổ Premier League. Nói về sức tấn công của đối thủ, huấn luyện viên Mikel Arteta nhận định: chất lượng nhân sự, sự hiểu biết và ăn ý giữa các cầu thủ khiến Tottenham trở thành một trong những đội bóng nguy hiểm nhất ở châu Âu. Họ sở hữu hàng công với các nhân tố có thể tạo ra cơ hội cho riêng mình và đương nhiên cũng có khả năng phối hợp cực tốt. Vì vậy, thực sự khó để đánh bại Tottenham. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu tới, hòng ngăn chặn họ. Công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta tại Arsenal gặp rất nhiều gian nan. Dù đã có rất nhiều bổ sung từ hè 2020, tuy nhiên phong độ của các trụ cột lẫn chiến thuật mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha mang lại cho pháo thủ vẫn chưa phát huy được hiệu quả tốt nhất. Cùng với đó, những màn trình diễn sa sút cũng kéo đội bóng mất vị trí top 4, đối diện viễn cảnh trắng tay đầy thất vọng. Vì lẽ đó, theo Football London, Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt với Spurs để sở hữu chữ ký của Sanderberg. Tiền vệ hiện thuộc biên chế của Sheffield United được cho là hoàn toàn có thể rời câu lạc bộ trong thời gian tới nếu có bất cứ đội bóng nào trả đủ 22 triệu bảng. Trong bối cảnh Sheffield khả năng lớn sẽ xuống hạng sau mùa giải 2020-2021, Sanderberg được xem là gương mặt tiềm năng ở khu trung tuyến cho nhiều câu lạc bộ khác ở ngoài Anh. Tiền vệ người Na Uy sở hữu chiều cao 1m95 cùng thể chất dồi dào, phù hợp với chiến thuật và áp lực chơi bóng tại xứ sở sương mù. Gabriel Martinelli là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của Arsenal. Nhưng sau khi trở lại từ chấn thương, anh đã bị thất sủng hoàn toàn. Ở trận thắng 3-1 của pháo thủ trước Olympiacos trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, huấn luyện viên Arteta đã có đến 5 sự thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, Martinelli vẫn bị bỏ qua. Sau trận đấu, huyền thoại Arsenal Martin Cohen thừa nhận trên BT Sport rằng nếu ông là cha của cầu thủ người Brazil, ông sẽ tức giận vì tiền đạo này không được trao cơ hội trước đội bóng của Hy Lạp. Trước đó, Arteta đã cho biết Martinelli là một cầu thủ đóng góp rất nhiều cho đội bóng, nhưng cậu ấy cũng cần thời gian. Chúng ta cần tìm ra các trận đấu lẫn đối tác thích hợp cho Martinelli trên sân để cậu ấy có thể thi đấu tốt nhất. Ashley Maitland-Niles thừa nhận mình đã trở nên mục ruông tại Arsenal và tin rằng việc chuyển đến West Brom là sự gắn kết hoàn hảo. Cầu thủ 23 tuổi đã phải vật lộn để tìm kiếm vài phút thi đấu dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Anh chỉ mới ra sân ở 5 trận tại Premier League trước khi gia nhập West Brom ở kỳ chủ nhật tháng riêng vừa qua. Maitland-Niles đã gây ấn tượng trong thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại đội bóng của Sam Allardyce, vốn đang nằm trong tốt những câu lạc bộ thuộc nhóm cầm đèn đỏ ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ này cho biết anh muốn rời đội bóng của Arteta vì sự nghiệp của anh đã bị đình trệ quá mức. Đó chỉ là một bản hợp đồng dưới dạng cho mượn khác. Cuối cùng, bạn vẫn sẽ trở lại câu lạc bộ. Đó chỉ là cơ hội để tôi thể hiện hết khả năng của mình, hơn là ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt phần còn lại của mùa giải và trở nên mục ruỗng. Lý do chính cho việc tôi ra đi này là để đảm bảo tôi được chơi bóng. Không gì tốt hơn việc được thi đấu. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được trải nghiệm ở một đội bóng khác đang cố gắng giữ lấy cơ hội tiếp tục được thi đấu ở Premier League mùa sau. Tôi nghĩ điều đó là một sự gắn kết phù hợp và họ cho thấy những phẩm chất mà tôi có thể mang đến. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.